Kính thưa quý vị, câu chuyện của vị giáo sư ở California chúng ta, vì thiện ý của một người thầy giáo khuyên một cô sinh viên sửa cái tên lại, cái tên của là Phúc Bùi Diễm gì đó đại khái vậy đó, đổi lại cho để khỏi bị khó chịu cho người Mỹ khi phát âm cái chữ Phúc, thì cô nổi giận và cô phản đối cái câu chuyện này, và ông giáo sư tạm thời đã bị cho nghỉ việc. Kính thưa quý khán giả, bữa nay chúng tôi còn có hai cái vấn đề mới nữa, nhưng mà đợi bác sĩ Võ Đình Hữu nhận định cũng như có lời khuyên với trường hợp của cô Phúc Bùi này. Sau đó chúng ta sẽ đi qua một đề tài, một đầu bếp với cái món bánh mì nữa. Quý vị thấy không, rập tới luôn Hollywood luôn. Hollywood, một nhân vật đóng thế lồng tiếng vô cho một diễn viên Việt Nam, nhân vật Việt Nam, người Hoa Kỳ đàng hoàng bên đây xin lỗi là đã làm xúc phạm điều đó. Anh thấy có những cái nó xảy ra chung quanh chúng ta bất ngờ, và cho chúng ta biết rằng chúng ta đương sống ở một cái thế giới mở, chúng ta có thể va chạm bất cứ lúc nào, nhất là con mình, chưa chắc con mình nó đồng ý hoàn toàn đúng, với mình đúng. Chắc đúng. Chắn là nó với mình cộng hòa dân chủ là đương nhiên rồi. Cái quan niệm liberal của các đứa trẻ với mình là thủ cựu, mình là muốn, nghĩa là giống như là Khổng Mạnh thôi, mình không có muốn những cái liberal. Cho nên là có những cái xung khắc. Tôi mời bác sĩ về trường hợp cô Phúc Bùi này. Vâng, cái trường hợp này là gây ra cũng sao động rất nhiều, nhưng mà tôi rất mừng là thấy rằng cộng đồng mình đã có những lên tiếng để ủng hộ cho vị giáo sư này. Thật ra thì cái này rất là tế nhị và rất là có thiện ý của ông giáo sư. Là vì cái tên Phúc á, nếu mà đọc ra bên tiếng Hoa Kỳ là dân Phúc, Mỹ nó đọc Phúc vậy, thì cái nghĩa rất là tội, chắc cũng hiểu rồi, F-U-C-K. Tất nhiên quý vị hiểu rồi, tôi khỏi nói nha. Nhưng mà thì mình đây là một cô gái nữa. Thành á, ông giáo sư ông nói thôi, em cháu nên đổi cái tên đi, thiếu gì tên. Mà nếu mà qua Hoa Kỳ khi nhập tịch đó, thì mình cũng nên có người có giữ tên. Tôi giữ tên không có thay đổi ha. Nhưng mà có một số người muốn lấy tên cho Mỹ cho mình họ nhập vào đời sống mới thì cũng đâu có sao. Thì nhưng mà hình như cô này đó là sinh viên du học, tôi không biết. Vâng, là du học đó. Thành cái vấn đề nó rất là tế nhị, và nhiều khi nó muốn steer lên cái vấn đề là quan trọng thêm. Thành á, một số cái cộng đồng, một số người Việt Nam đã viết thơ cho nhà trường và yêu cầu là không nên cho ông này đi làm lại nữa, vì họ nghĩ rằng đây là chỉ thiện ý và không có gì ác ý và không gì kỳ thị. Quý vị thấy, người ta ý tốt, người ta muốn, quý vị thấy, một cô gái kêu phúc, thì Mỹ nó cười ngay. Cũng như có một cười cái người tên Dũng á, là đung nhiều đi. Tên lắm, nhiều tên Dung đó, nhiều tên lắm. Dung với Dũng rất là nhiều tên. Đung. cái đó cũng hiểu. Thôi tôi dịch cho quý vị, cái đó nhẹ, cái đó là phân. Tổng phân nghe. Đung là phân, là Dũng hay là Dung là vậy. Nhưng mà anh nhớ là cái lúc mà anh em mình á, mà đặt tên con, thường những năm đầu tiên, năm 75 đó, thì mình ít khi đặt tên Mỹ, đặt tên thì Việt Nam để mình hoài cổ, mình nhớ vậy, ông cổ ông tiên mình. Đúng. Nhưng mà các con mà đi học đều có nickname hết á. Đúng. Nó tự đặt cho nó một cái tên như là Peter, như vậy, hay là Leo. Với hội nhập đời sống mới. Chẳng hạn như vậy. Đúng rồi. Thì chúng ta thấy bác sĩ hồi nãy, cảm ơn bác sĩ, là bác sĩ nói là những người cha mẹ ở Hoa Kỳ sẽ, nếu như có đặt tên con cũng không dám đặt tên Phúc. Ai cũng biết cái đó, cho nên biết là cái cô này là du học sinh. Và thưa quý vị, câu chuyện thứ hai chúng tôi cũng muốn nghe bác sĩ Võ Đình Hữu bình luận trong ngày hôm nay, tại vì những lời vàng ngọc của bác sĩ, là một nhà đấu tranh, là một nhà sinh hoạt trong cộng đồng, rất am hiểu tâm lý của con người và có những cái nhìn phóng khoáng để chúng ta chọn lấy một con đường để chúng ta tránh va chạm. Chúng ta là những người tị nạn, là những nạn nhân khốn cùng của thế kỷ. Chúng ta, cha mẹ chúng ta đã hy sinh xương máu, chúng ta đã ở tù cộng sản, đã vượt biên đổi mạng sống để cho chúng ta sống tới ngày hôm nay. Chúng ta phải quý những công việc đó, cho nên những cái nhỏ nhỏ va chạm, chúng tôi nghĩ chúng ta tìm cách để hạ quả. Đây là một câu chuyện mới toanh trên đài Voa. Leo lấy giùm cho cái hình số 9. Một ông đó, quý vị thấy không? Thấy liền, cảm ơn Leo.
anh chàng này đó là anh là người Serbia, đầu bếp nhưng mà đầu bếp của một tiệm bánh mì Việt Nam. Ảnh bán bánh mì, tiệm tên là gì đây, bánh mì. À, 123, tiệm bánh mì có tên là 123 ở Dallas, tức là ở tiểu bang Texas, quý vị thấy không? Ổng phục vụ dĩ nhiên là trong đó có khách Việt Nam, nhưng mà những người bạn của ổng trong đó có một người phụ nữ tên là cô Tara Trần hay là gì Trần đây. À, cô có một người phụ nữ Tiffany Trần. Là cô này cũng có quen biết người chồng, cũng có quen hay là người bạn trai cũng có quen với ông đầu bếp này. Thấy ông viết cái chữ bánh mì là B A H N H rồi mới N rồi mi M I thì cổ gai con mắt, cổ mới viết cổ chọc quê, tức là có thể chỉ là một cái lời đùa cợt thôi. Nhưng mà không ngờ chạm tự ái của anh chàng Serbia này. Ảnh cũng người ngoại quốc vậy, cũng vô nước Mỹ vậy. Nó làm gì dữ vậy, mình quen nhau, có gì mày thúc cùi tao chứ gì. Đại khái mình nói cái giao tiếp như vậy. Thì không ngờ là cô này, cô làm cho ông này giận, ông này giận. Hai bên giận mất khôn. Mất khôn mới lôi ra những câu chuyện mà cô này cũng bán tiệm, cũng có tiệm, cũng tiệm ăn. Cho nên là cũng có những cái cạnh tranh là vậy. Cái này kia, thấy không? Thì nó đi tới một cái giải pháp là ông này ông nói, ê, mày lộn xộn, tao kỳ ông mày đó. Tôi không biết là cô Tiffany bữa nay cổ có im chưa, nhưng mà coi bộ cô này cũng dữ, cũng hăng lắm à, không có nhường đâu. Theo bác sĩ thì câu chuyện này mình nên giải quyết như thế nào? Ok, câu chuyện này thì rất là từ một việc nhỏ, bánh mì thì nó đánh là lứa ra là BANH là bánh, mà ông này ông viết là BAHN là ông ngược hai chữ thôi. Thì tôi thấy vấn đề này cũng là cô này cái có thể lúc đầu thiện chí, nhưng mà nếu mà tôi nghĩ là cô chỉ kêu điện thoại hay là cô nói người bồ kêu, ê anh ơi anh để đánh trật rồi anh sửa lại đi, thì tôi nghĩ mọi chuyện rất êm đẹp. Cô này như cô đưa lên Instagram hay là Facebook gì đó thì nó đùm tùm lum ra cái mọi chuyện nó xảy ra. Thành ra mình trong cái cuộc sống này đó, mình nghĩ rằng communication là sự liên lạc rất là quan trọng. Chẳng hạn mình thấy một người bạn mình, một người quen mình mà có làm gì lỗi, kêu điện thoại lên, bốc nói trực tiếp thì cái việc đó nó rất là dễ dàng. Mình đưa lên mạng, đưa lên social media thì cái đó rất là thành lớn chuyện đi. Rồi anh này cũng vậy, nếu nói ô sorry để tao sửa lại thì nó xong ngay. Anh là tự ái, anh là nói ô tại sao mày lại cái chuyện nhỏ mà để đưa lên trên mạng media đồ hết. Bây giờ hai bên dọa sẽ kiện nhau. Thưa quý vị, cô Việt Nam mình có câu vô phúc mới đáo tụng đình. Thì một khi mà đưa lớn như vậy rồi thì sẽ không ai thắng hết. Tiền luật sư, tiền án tòa qua lại rất là mệt. Nếu cái này mà giải quyết hay đó thì sẽ có người trung gian, một người bạn của hai người này hòa giải nó, ô thôi cái này nó đâu chuyện gì mà phải đưa ra tòa. Thưa quý vị, thưa quý khán giả, nếu như cô Tiffany Trần và người bạn trai của cô mà nghe chương trình này, tại vì bên Dallas cũng có được, và thì tôi và bác sĩ Hữu tức là quy xin can du can du tha thứ cho người ta đã xin lỗi rồi. Đúng. Người ta đã lên video, người ta xin lỗi công khai mà. Đúng. Chứ không phải là nó riêng cái phố đô tôi xin lỗi rồi. Thôi social media, họ lên trên media luôn để họ xin lỗi rồi thì thôi. Mình cái chuyện gì cũng vậy, nó cũng đừng có đi quá xa, tha thứ đi, tha thứ rồi tự nhiên cảm thấy cái tâm hồn của mình nhẹ hơn. Và cái chuyện cuối cùng trong cái vấn đề va chạm văn hóa này, thưa quý vị, tin lý thú lắm, là Leo lấy giùm cho cái hình số 10, một diễn viên Hollywood đàng hoàng, nghe hồ lý giọng. Cô này tên là Alison Price hay là Pri Price. Xin lỗi vì cô lồng tiếng cho một cái phim BoJack Horseman, trong đó có nhân vật Việt Nam. Thấy cô nói là thay vì phải mướn người Việt Nam hay là phải lồng tiếng bằng người Việt Nam thật, cô đã cướp một việc làm của người Việt Nam. Tức là điều đó là điều không hay, thưa quý vị, thấy không? Một người ngoại quốc họ có một cái ý nghĩ rất là rất, rất là thiện lương. Một cái chuyện nhỏ không ai cự nữ của hết á, nhưng mà tự động cô nói ra.
là mất việc làm của một người Việt Nam nói tiếng Việt Nam, lồng tiếng vô ở trong này kiếm tí cháo học qua ngày. Anh nhớ hồi mình đi học cũng vậy, anh vô Sài Gòn cũng vậy, lo đi kiếm tiền thế mà gia đình mình nói dù có tiền đi nữa mình phải làm thêm tự lập anh thấy không, thì mình đi dạy kèm đúng hay là mình muốn làm công việc này việc kia kiếm tiền. Anh em mình vô Sài Gòn là đều như vậy hết đó, cho nên là bây giờ mình cũng thấy cái cô này rất là tình người. Thưa bác sĩ, cô này sao nói hay quá mà ai xúi cô nói hay vậy không cái biết nữa, đại quá, Hoa đưa lên rõ ràng quá, nghe, quá hay mà cái mà tự nhiên mà không cái người mà mướn á, tôi thấy không biết cô này có gốc Việt hay không, chứ nếu người mướn mà mướn người Mỹ lồng tiếng tiếng Việt thì cái đó là mình thấy một chuyện rất là lạ ha, vô lý ấy. Nhưng mà cô này cô lại thấy vậy, cô ấy nãy cô nói rất là hay, tình người rất là tốt, nhưng mà tôi không hiểu, không biết cô này có dính dáng người Việt Nam không, thì mình phải hỏi coi để vo thế nào. Chứ còn một người mướn một người Mỹ mà lồng tiếng tiếng Việt cái đó là rất đẹp, mà không biết là cô phát âm có đúng không nữa. Nhưng mà cô đẹp quá, thật ra cô đẹp quá nha, rất là thưa xinh. Quý vị, cái thế giới điện ảnh Hollywood là một thế giới mà hốt ra tiền. Tiền nhiều lắm á, nhưng mà tiền cô này, rất là nhiều, cô mà cô này cũng nói ra cái này mình thấy là cô có tiền nhưng mà cô vẫn nghĩ đến những có lòng của cô tốt. Quá hay. Thì mình nhìn thấy những câu chuyện này đó thì mình nhìn thấy rõ ràng là những người ngoại quốc đối với người Việt Nam mình, họ chưa có một sự thông cảm nhưng mà luôn luôn họ có cái thiện cảm, cái thiện ý đối với mình. Cái anh đầu bếp cũng vậy. Được, quá bán bánh mì Việt Nam, bánh để cha nói là sandwich, đâu cần nói bánh mì. Cái bà thầy, ông thầy cũng vậy. Ông đâu cần nói gì, who care. Tất cả là về thiện ý. Tôi sẽ kiếm được email là tôi sẽ cảm ơn cô này. Và nếu bác, mà được tôi sẽ email, chuyển cho bác sĩ cái hình và số phone của cô. Rồi. Tôi chưa có số phone, chưa có số phone đâu. Hàm lắm, hàm có số phone lắm. Kính thưa quý vị, trong phần 3 của chương trình ngày hôm nay, chúng tôi muốn dành trọn cái thời giờ còn lại, tại vì quá lâu chỉ có đăng hình không có nghe giọng của bác sĩ, cho bữa nay bác sĩ sẽ trình bày về những cái lý do nào tôi đặt một cái tựa như thế này là tại sao bác sĩ và nhiều người Việt Nam hào hứng với ông Trump như vậy, tại sao chúng tôi trở lại chương trình sau vài phút quảng cáo.